chúng ta có thể nghe một bài hát hay là chúng ta có thể hát karaoke bao nhiêu tiếng mà tiếng bass vẫn nghe nhẹ nhàng nó không có mệt mỏi đấy phụ mở lên mọi người xem chào các bạn à, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của thiên vũ à, thì video hôm nay vũ sẽ giới thiệu các bạn một siêu phẩm rất là hiếm ở thị trường thật ra không phải là siêu phẩm mà là một sản phẩm rất là ít đơn vị rất là ít hãng mà sản xuất ra nhưng mà uh, mỗi người sẽ có một góc nhìn sản phẩm khác nhau thì đối với vũ đây là một cái sản phẩm mà vũ rất là thích và vũ rất là cần trong những cái giai đoạn này uh, những cái thời điểm này uh, đây mời các bạn xem một cái cơ bản hôm nay mà vũ sẽ mổ được các bạn xem luôn nha đấy vì review thiệt luôn đây trước mặt các bạn đây là một con subwoofer buffer nhìn rất là nhỏ gọn uh, con subwoofer này là thương hiệu của av electrovoi và mình ấn tượng con súp này không phải là ấn tượng ở mặt thương hiệu mà ấn tượng con này là về cái thiết kế vì cái thiết kế này nó rất là hay à, nhìn đó, các bạn thường thường các bạn sẽ đánh đa phần là thấy súp là vuông hoặc là to đúng không mà các bạn thấy bên liên vũ là chọn sản phẩm á thì bên mình sẽ lựa những sản phẩm thứ nhất á là đảm bảo về chất lượng thứ hai là về thương hiệu thứ ba là cái chính sách và những cái sản phẩm mà hãng support mình như thế nào cái thứ chưa cái thứ tư là về cái thiết kế và thiết kế nó sẽ giúp gì ngoài việc ra là nó giúp cho cái mỗi không gian của các bạn nó đẹp cái căn nhà của các bạn nhưng mà nó còn giúp luôn cả cái âm thanh của bạn phải hiệu quả nữa thì đây là con súp ev vũ rất là thích và rất là ít khi thấy những con súp thế này về mặt súp con này thì dạng là súp treo nhưng mà đối với vũ thì vũ muốn làm cái con súp này để ở dưới mặt sàn các bạn thấy nhà đa phần thứ nhất là nhà phố nè à, thứ hai là những cái căn nhà chúng ta đa phần là vuông và chúng ta đặt những cái súp to như thế này đây ví dụ uh, cái này là một cái giải pháp, một cái hạng mục mà tối vũ muốn tối ưu cho khách hàng của mình đối với những trường hợp nhất là căn nhà nhỏ, uh, những cái căn hộ rất là vướng và nó không có đủ diện tích và tìm ra một con súp vừa công suất lớn mà vừa FPL cao mà vừa đảm bảo về góc độ thẩm mỹ thì thật sự nó rất là khó, thì lâu lâu nó chỉ có một một hai con thôi. Đấy. Đấy thì nó to như thế này đó các bạn, các bạn phải mất rất là nhiều về độ sâu và đặc biệt các bạn biết á, là súp á, là nó là nó rất là sâu các bạn à, sẵn đây các bạn coi đây là con súp uh, chuẩn tới cái của mana đây chuẩn tới đây là súp xem phim ba driver đấy trước các bạn. Đây, nhìn nó hầm hố các bạn ha thôi mình quẹo quẹo lại chủ đề này súp phim mình làm cái con này làm karaoke rồi thì cái con này các bạn bạn cameraman có thể quay từ trên xuống thì cái con này nó thiết kế là hình tam giác các bạn nhìn nó Tâm giác như vậy đối với vũ thì nhìn nó rất là đẹp thứ hai nhỏ và gọn và gỗ của nó cũng rất là dày các bạn và nó thuộc là hệ rồ của electrovoi đây là một thương hiệu của mỹ đấy mình sẽ quay cho các bạn coi phía sau đây đây cho các bạn coi phía sau đây này mấy bạn anh em câu câu như thế này để lúc mà test lo cho khách cho nhanh đó mọi người nha để mà công mọi người xem mọi người hiểu nhầm đấy nó rất là nhiều cầu loa để chúng ta có thể đấu nói đấy đó và dòng này là dòng các bạn có thể treo được các bạn thiết kế các bạn có thể treo được mình bỏ ra luôn đi đó các bạn có thể treo được đó, những cái móc này là được khóa được gài này nè nên và trọng lượng của con này nó chỉ rơi đâu đó khoảng mười kg tám cũng không quá không quá nặng đây như vũ đây vũ ốm yếu đây mà cầm rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó nặng nha mọi người chẳng qua là nó đầm tay thôi <laughs> chứ nó không nhẹ lắm chẳng qua là nó đầm tay thôi đấy và mặt tiền của nó phẳng lì à nó rất là đẹp mọi người à, nó nó không có quá nhiều cái họa tiết và ngày xưa các bạn thấy như cái cái nước sơn con này nó giống như con m 3 mà vũ từng bán đó, rất là hot cái con súp đó rất là hay thì cái nước sơn này là hài rồ rồi và tháo cũng rất là dễ nữa các bạn thì với cái con này á là tại sao và nó có hai cái họng hơi đấy con này hiệu bạn không vũ lăn di chuyển thoải mái nó có hai họng hơi ở đây đó ở bên đây cũng vậy nó có hai cái hồng hơi để chi các bạn thấy hai hồng hơi cái này hoặc hai hồng hơi này các bạn có thể linh hoạt được và cái hồng hơi này nó sẽ khai thác được điểm tối ưu của súp đối với những diện tích rộng lớn muốn cái âm bát sâu và rộng hết cả căn nhà đi lên lỗi hết cả căn nhà thì những cái hồng như thế này nè nó quan trọng lắm đó rồi rồi cái súp này để vũ cho bạn thôi nha thì thường á các bạn nếu đối với những nhà nhỏ với cái độ sâu như thế này các bạn các bạn đặt trong gia đình đó những cái căn hộ hoặc là những cái gia đình mà nhà và quan trọng đương nhiên là phải có kỹ thuật kỹ thuật mà nếu mà setup các bạn mà hiểu và rót cho chúng ta một bài bản và kỹ lưỡng á thì cái fbl của hệ thống mình với một con lo supabat 30 này đủ đáp ứng cho các bạn chơi vô tư và chơi nhạc adm thoải mái luôn nha các bạn đấy rồi để vũ uh, cho các bạn xem cái này rồi vũ kéo nó ra ừ. rồi vũ tạm thời kéo ra đi mình quay live trực tiếp như thế này thôi không có dựng hiếp gì đó để cho mọi người dễ hình dung đây con súp này thì Vũ sẽ muốn bán vào đây những cái vấn đề nó nằm đây ok đây rất là đẹp luôn các bạn đó. bạn có thể quay được cái 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 góc không các bạn <laughs> nó là hành tinh giác nên nó được ở đánh ở góc phê và các bạn nhìn tổng quan từ cái này là do này là phần sau này là phần chúng ta có thể luồn dây được nha các bạn thế nếu mà nếu chúng ta mà giác cạnh vuông góc luôn thì chúng ta không luồn dây được các bạn ha đó cũng rất là hay đấy và đây là hồng hơi hồng hơi mặt trước và hồng hơi mặt mặt hông hai hồng hơi và nhìn các bạn nhìn xa tổng quan các bạn thấy cái súp rất là gọn các bạn có thể so sánh với lại cái súp kế bên nếu cái súp kế bên này mà dời qua bên đây với độ sâu đang bằng nhau nè các bạn các bạn nhìn đây nè độ sâu đang bằng nhau đấy để ở đây vũ đẩy vô là độ sâu bằng nhau thì đồng nghĩa tức là nếu mà súp vuông hoặc là súp dài hơi hơn thì nó sẽ chiếm đi nó sẽ giảm giúp cho mình giảm được 50% diện tích của việc súp và đặc biệt là cái góc nhìn vào cái mặt tiền của nó phẳng nó rất là đẹp đó, bạn có thể quay đúng đúng hướng nhìn của nó đó bạn để mình di dời cái con này ra đó, đó mọi người thấy chưa đó các bạn có nhìn thấy nó đẹp không nhìn nó rất là gọn gàng đó rồi cái việc mà gọn gàng là một phần mà cái việc mà con súp này làm cho vũ đương nhiên là trước khi mà vũ quay review cho mọi người giới thiệu sản phẩm cho mọi người là là vũ đã nghe và đã test nó rồi thì vũ mới quay chứ không phải là chỉ thấy nó đẹp rồi mình quay đâu mình đã test về chất âm của nó và test về khả năng của nó rồi thì vũ mới quay cho mọi người cùng xem thì cái con gốc phê này nè uh, cái hai cái lỗ hơi này nè nó giúp cho cái việc mà cái âm á nó đi lên lỗi tường rất là tốt nó làm việc đó rất là hiệu quả thứ nhất là đáp ứng cho những cái không gian ví dụ nhà hàng cloud bar, sang trọng và để những cái con súp to đùng vào đó rất rất là mất thẩm mỹ cái thứ hai cái thứ hai nữa là khi mà đối với những họng súp mà ở gần thành tường này nè cái độ len lõi của tường nó đi rất là rộng và rất là xa và nó tạo ra cho chúng ta rất là nhiều về cái khả năng tối ưu về cái mặt âm hình âm hình của con súp như thế này nó sẽ giúp cho mọi người ví dụ vụ ví dụ nha Uh, có một cái con loa mình đánh dead drive mà chúng ta đứng ngược chiều với con sub này chúng ta đứng ở cái phía loa bên phía bên tay trái là ngược chiều nha cái sub chúng ta để bên phải loa bên trái các bạn đứng từ loa bên trái đi ngang qua nữa khoảng thêm 2 mét nữa thì nếu kỹ thuật mà cân phay tốt và kỹ cho đến căn cái delay chuẩn thì các bạn sẽ nghe được cái cường độ sub bass mềm của con sub này thể hiện ra được và cái full đó chúng ta sẽ nghe được là cái âm bay nó sẽ rơi từ full ra rất là mạnh rất là lực luôn nhưng mà chúng ta sẽ không thấy được cái là vị trí âm hình của của vị 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 trí của của súp nó nằm ở đâu các bạn tức là nó tạo ra một cái âm thanh rất là đều nên cái khi mà mọi người nghe từ lo full ra đa phần nó cân chuẩn thì cái cái âm bay nó rơi từ cái điểm full này các bạn vụ vụ ví dụ vậy cho mọi người hiểu không? đây là con full nè ha rồi đây là con súp nằm góc này ha thì cái vũ đang nói và đang diễn giải cho mọi người nghe á, thì khi mà vũ đang đứng lệch hẳn tức là lệch hẳn ở ở một cái góc bên này và đứng ở bên này hoặc là lệch qua thêm một phía bên tay phải nữa như thế này thì vũ có thể nghe rõ cái âm bay âm sub từ cái độ lực sub mà từ full nó đánh ra mà không hề nghe được tiếng sub từ bên kia phát ra thì nó rất là hay chỗ đó và đứng ở rất là xa mọi người ha à, và mà thậm chí là cái con sub này nó chỉ ở chỉ, nó chỉ có khoảng đâu đó là 100 120 mấy dB thôi. Nó nó không quá cao nhưng mà nó dựa vào cái góc tường này nè và nó là lợi thế để nó tăng cái sự cộng hưởng và cái sự len lỗi giải âm rất là đều cho căn nhà các bạn ha. Và đối với con súp này á, thì nó rất là phù hợp cho những căn hộ những cái phòng mà ngắn như thế này mọi người. Đấy, cái từ cái vị trí màn hình tivi mà cho đến đây mà khoảng tầm khoảng 3 m đến 4 m thôi. Và diện tích nhỏ và đặc biệt những căn hộ chung cư nữa thì mình đảm bảo mọi người luôn đây là một sản phẩm mà mọi người phải cực kỳ phải quan tâm, phải đến nghe. Và giá thành nó thì cũng ừ, không nhớ bao nhiêu, nhưng mà mình như nó không cao lắm, nó chỉ khoảng mười mấy triệu thôi. Nó không cao lắm, nó bằng với một con mở ba thôi. Nhưng mà nó là sub passive, không phải là sub active. Thì đồng nghĩa như vậy là chúng ta cần phải có một cái bao đánh cho nó Thì nếu mà so với MF3 của SE thì nó hiện là khoảng là 20 triệu rồi thì nó sẽ mắc hơn một tí xíu nhỉnh hơn một tí xíu nha các bạn mà mở ba thì nó đánh cái SBL nó sẽ cường độ lớn hơn con này nhưng mà con này nó ăn về cái mặt giải pháp đó. ăn về mặt là một thương hiệu của Mỹ nữa đó và ăn về mặt thẩm mỹ nữa các bạn đó tức là mỗi sản phẩm nó sẽ rơi vào đúng cái điểm đúng cái chỗ của nó và đúng với đối tượng cũng như là đúng với khách hàng thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là xịn và rất là sang okay. những cái con lo mà thiết kế này thì rất là ít ở trên thị trường đây là con Super, rồi muốn kéo ra nha. Đó và đặc biệt nữa các bạn những cái con súp này nè thường á là nếu với những cái nhà hàng cloud chill ba những cà phê F&B những cloud mà của nhà hàng ăn mà với nghe cường độ từ mà 90 decibel cho đến 100 decibel là cái cường độ âm thanh là nghe chiêu nhạc và có thể vừa ăn uống và có thời nói chuyện với nhau kiện quán sang thì không thể nào mà để cho tiếng súp nó quá lớn đó các bạn và nếu mà đặt những cái súp quá lớn như vậy mà chúng ta dồn SPL vào cho đến cái điểm cuối á như vậy thì những người mà ngồi ngồi gần cái sub này sẽ phải chịu và phải chịu nghe cái cái cường độ SPL rất là lớn. Và những người ngồi kia thì mới nghe đủ. Còn nếu mà cường độ vừa những người mà những sub bình thường ở đây, chúng ta dùng SPL ở gần, người ta nghe đủ thì ở cuối kia nó sẽ không nghe thấy. Thì nó ăn về cái mặt là giải pháp dành cho mọi người luôn. Hôm nay đúng ra cái này Vũ không review Vũ chiếc bán thôi nhưng mà Vũ vẫn muốn giới thiệu cho mọi người chia sẻ cho mọi người thật ra sản phẩm nó có rất là nhiều cái hay. Mỗi sản phẩm đó là người kỹ thuật phải nhìn ra nó và nó làm được cái gì và nó phải nhìn sâu vào cái sản phẩm đó. Mỗi sản phẩm nó đều có cái đặc biệt và cái sự đặc trưng của nó hết cả. Không có món nào hay, không có món nào cũng dở cả. Dở nói chung là về mặt thương hiệu, về mặt chất âm thôi. Còn Vũ thì nhìn về giá, thiết kế, công suất, hiệu năng cũng như là uh, và và chức năng và cái mà nó mang lại cho cái cái người khách hàng đó. Hả? Huh? Ok rồi như vậy là vũ đã giới thiệu sơ sơ các bạn rồi đó còn cái mặt con này các bạn các bạn có thể treo lên sát góc trần ví dụ đây của chỉ mọi người đây cái con này nó rất là đâu có nặng đâu mọi người chúng ta treo mút ở trên đây súp này nôm na là hãng đưa ra con súp này có thể là treo được luôn nha bạn ha mặc định là treo luôn thì các bạn có thể treo con súp này trên đây thì thật ra nếu mà ở bốn góc thì ở những một cái nhà hàng như thế này hoặc là những cái góc rơi những bạn có thể nhét con súp này vào những góc tù để nó tận dụng nó len lỏi vào những vách tường này nó để cho nó đi được cái có khoảng không nó góc phủ âm của cái âm bay nó được xa và nó rộng nó tròn hơn đó nó dựa vào sự cộng hưởng các bạn hoặc ra bây giờ loa họ đang sản xuất họ càng ngày họ không sử dụng mà cái 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 nội lực mà nội lực bên trong mà họ đang sử dụng và có nội lực vào có sự cộng hưởng rất là nhiều họ đang áp dụng vào đó rất nhiều luôn cả line ray là cũng là dựa vào sự cộng hưởng rồi các bạn chứ đâu phải là cái cái loa đánh cường độ lớn đâu quan trọng là nó chịu tải được và cái thứ hai là nó tính toán được sự cộng hưởng để nó tạo ra một cái gì big bang gì đó các bạn nó năm nay là vậy các bạn dễ hiểu rồi ok vũ sẽ mở các bạn sơ xong bên trong cái con này ra Hình như vũ uh, nhớ cái con này là giá của nó là 15, 17 triệu gì đó vũ không nhắm giá rõ kỹ mọi người thông cảm thật ra cái cũ nó chỉ sử dụng từ ferris bình thường thôi cái này vũ có bán khách rồi cái này là do cái con này là cái logo của ev á nhưng mà vũ tháo rồi các bạn ha đó. đấy nó làm rất là đơn giản các bạn nhưng mà cái âm thanh nó làm rất là tốt đấy. Để mở cho mọi người xem đó các bạn thấy cái, cái phần này là các bạn những cái con ốc Vinh này là các bạn nó làm rất là dài tại vì con này có con này là nguyên tắc ra nó có thể là treo nữa các bạn chứ không phải là con súp đặt dưới đất à, và vũ chia sẻ thêm về cái quan điểm súp ở à, các bạn thấy ở nước ngoài á người ta làm á người ta không có bị cái ma xét đỡ giống là bị, bị, dính một chỗ mà cái ở nước ngoài họ làm là mang tính chất là giải pháp và họ tối ưu hệ thống ví dụ các bạn gặp những trường hợp khó những cái không gian khó thì họ bắt đầu họ lên kế hoạch họ tối ưu hệ thống họ cái súp họ cũng có thể treo chứ không nhất thiết là cả mặc định là thật ra mình biết là luôn cả người Việt Nam mình là cái sức mặc định là phải nằm dưới đất hoặc hoặc không có súp chúng ta có thể là đặt ở trên cao vẫn được mà chúng ta phải tính toán làm sao cho cái âm ra hầu nhất là cái trải nghiệm người ta là ok happy cái thứ hai là không gây ảnh hưởng bất kỳ một thứ gì ờ, về âm học thứ hai là độ an toàn khi mà treo súp nó sẽ như thế nào và cái đó là cái sự quan trọng Để các bạn họ rất là linh hoạt luôn cả micro tại sao ngày xưa các bạn thấy là ray thôi và dần dần người sau các bạn thấy là bắt đầu những cái mid-low, những cái súp nhỏ nhỏ để làm mid-low họ đã treo lên trên cao rồi thì đó tức là họ đang càng họ tối ưu hệ thống thôi chứ họ không bị mai xét là cái súp là phải đặt dưới đất đó. đó là như vậy đó thì cái này là vũ chia sẻ thêm thôi nha vũ không có dám đánh giá gì về mọi người hai anh em làm thanh thật ra đây là góc nhìn của vũ thôi mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn khác nhau về quan điểm của vũ thôi thì uh, mỗi uh, mỗi người sẽ có một quan điểm riêng đấy vũ không có tranh tranh cãi này còn các bạn cứ nghĩ là súp phải mặc định là phải đặt dưới đất thì các bạn cứ đặt Còn đối với Vũ, Vũ làm cho khách hàng thì làm sao cho nó ngon và nó tối ưu và hiệu quả và đúng cái thực tế nhất là được đó, Còn lại Vũ không quan tâm à. Rồi Đây đây là cái driver bass 30 của ba gân màn vải Đấy các bạn ha Đây là cái phần bát nó nè các bạn mình cho các bạn nó rất là đơn giản cực kỳ luôn Phên sơn nó sơn phủ đều hết Đây mở ra các bạn biết này cái này cái cái, cái lọc để nó cản cái hơi gió ra nè. Cái thứ hai cái con này á, nhiều khách hàng thích cái chỗ gì nó không có lũ hơi. Rồi tránh bị chuột chui vào. Đó, hay là bị bụi vào. Cái con này nó làm cái bụi này hơi dày đảm bảo luôn mà chả có gì các bạn. Đấy, các bạn biết làm gì đâu. Thực ra nó chỉ là có một miếng xốp như thế này thôi các bạn. Và sau đó nó cho một đinh. <laughs> nó cho vài cái đinh. Nó cho vài cái đinh này các bạn. À, rồi xong vụ đặt vô đúng cái khớp này về thế này nè cái ừ, ẩn nó xuống ịt cái này xong đấy ịt xuống rồi xong đây. đơn giản các bạn có đâu khó gì đâu đây. đó bạn muốn bằng bạn muốn bằng mặt hay là bạn muốn giấu mặt hay thì nói chung là tùy các bạn bạn thích để nó che sau tùy nói chung là hiệu năng của nó làm như vậy thì chúng ta hiểu thôi còn nó không có bị mai xét một cái gì đó rồi rồi một cái này phần phần nắp cho vũ ngồi xin phép vũ ngồi nha cho mọi người coi cái này đây phần nắp này các bạn đây đây là phần nắp phần nắp phần nắp này nó khác à, khi mà mình vũ mở lên các bạn thấy không cái phần nắp này á, là nó đã bằng cái này rồi là nó rơi đâu khoảng tầm 4 phân 4 phân thì à, nó làm thêm một cái gỗ hai phân nữa thì đối với vũ nha đây là quan điểm của vũ chia sẻ nha vũ nhìn vũ hiểu nên là tỷ lệ nén đối với vũ cái cái bán này nó cho thêm một lớp gỗ này á. thì góc theo gốc, theo cái mà vũ hiểu ra vũ nó không chia sẻ về cái này nhưng mà vũ mở ra vũ hiểu thôi tại vì á, cái cái tấm này các bạn giống tỷ lệ nén á, là đầu vào to đầu ra nhỏ thì nó sẽ đi rất là xa và rất là khỏe nó ép và giống như lực nén của đầu vào to mà đi ra nhỏ giống như là gọi là thắt cổ chai các bạn đó bình nước mà chúng ta bự thế này chúng ta đóng một nắp chúng ta chọt một lỗ nhỏ thì chúng ta bóp vào một phát một thì cái tia nó rất là xa nhưng ngược lại thì khác đó thì loa nó cũng y xì như vậy đó thì các bạn có thể hình dung các bạn có thể hiểu ha thì cái này á nó làm để cho nó thấp cái bề mặt này nó sẽ được thấp hơn thì khi bát á, cái âm á cái sóng âm á nó sẽ được nén lại và nó sẽ tạo ra một cái độ lực đẩy cái chỗ cái lỗ hơi này nó xa hơn một phần và nó tản ra cái âm thanh nó đều hơn đó năm nay là một cái năm nay chúng ta nhồi bột á đó cái sóng âm nó tròn thế này nè chúng ta lấy cái nắp này chúng ta nhồi bột á chúng ta nhồi bột ta đè ra xuống cho nó tản ra để cái lực bột á nó dồn ra hết hai bên đây đây là cái việc của nó thì đó nhìn nhiệm vụ thôi mọi người nhìn về cái tấm này nó hoạt động như thế nào và nó để cộm lên một hai một phân này nữa hai phân này nữa anh chi thì các bạn cứ để lại comment của, à, các bạn cứ để lại comment bên dưới chúng ta cùng trao đổi thôi mình học hỏi lẫn nhau mà ok giờ vũ sẽ mở cho các bạn coi cái, cái ruột con này luôn hôm nay vũ nói chuyện mà có hơi bị ngạt mũi tí xíu mọi người thông cảm nha vũ đang bệnh á nhưng mà mấy ngày nay làm à, hơi nhiều với lại hít bụi hơi nhiều quá nên, nên đang bệnh, lại nên ít lên video cho mọi người xem à, xin lỗi mọi người cái này đây các bạn cái 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 phần này đó các bạn là cái phần ốc như nãy vũ chia sẻ cái phần ốc đó, nó rất là sâu thì nó nó đi luôn rất là sâu như vậy thì nó, nó đi vào bằng thân rồi nè thì việc này nó sẽ gia cố được cho cái con súp này vừa cấn phần này vừa cấn thêm cái phần thanh nắp nữa thì khi mà chúng ta bắt vào cái dây cáp vào á, thì nó rất là chắc nó không thể nào làm gãy được thực ra một cái con ốc này các bạn đã chịu tải được một cái sẵn nếu mà bám sát vào đúng theo cái hình treo lên như vậy là con ốc này có thể chịu tải được 200 kg rồi thì con này chỉ 17 kg thôi mà chúng ta treo một lần là sáu mươi ba sợi thì về mức độ an toàn cho con này mà khi mà treo thì mọi người có thể yên tâm quan trọng là người thợ làm kỹ giúp mình là là mình đảm bảo nó sẽ rất là ok nó an toàn cho khách hàng của mình luôn Đấy, tránh những trường hợp rủi ro xảy ra trong cái việc mà up cũng kỹ thuật các bạn. Rồi, vụ mở cho mọi người cùng xem nha. Thật ra mấy con súp các bạn, cái cụ từ đó, mấy cái từ ferrit nó rất là đơn giản, nó không có gì đặc biệt cả. Nói chung là đối với Vũ mình thấy nó đơn giản lắm. Nhưng mà vấn đề là các bạn nó sao? Là cái chất âm âm hình nó làm ra được. Đối với Vũ con này á, EV các bạn biết cái tiếng bass nó đánh rất là gọn. Nhưng mà đối với EV đánh rất là gọn các bạn tiếng kích rất là chắc nhưng mà tiếng sâu nó lại không có nhưng mà đối với con này thì nó lại ngược lại đó là đúng là cái gu của người việt nam luôn là họ thích nghe cái tiếng bát nó sâu và mềm đó. nó không bị căng mà kiểu bị tức ngực đó. chúng ta có thể nghe một bài hát hay là chúng ta có thể hát karaoke bao tiếng mà tiếng bát nó vẫn nghe nhẹ nhàng nó không có mệt mỏi đấy đây, đây. Phụ mở lên xem đây đây nó rất là đơn giản các bạn không có gì cả các bạn phong cách của bọn nước ngoài các bạn các bạn thấy không là họ lúc nào cũng đây là dây này cái dây này họ quấn lại thứ nhất quấn cái dây này lại là không cho cái cái âm hình ở trong cái 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 phẩm cái cái không gian thùng này, này các bạn nó gây ảnh hưởng đó các bạn và con súp này hoàn toàn bên trong đây là không hoàn toàn không không có bông luôn chỉ có cái phân tầng hết rồi đấy để mình không có để mình mở cho các bạn coi cũ Mọi người chờ Vũ xíu nha hơi lậm tí xíu này đang bệnh khổ quá không có dứt cho thôi mọi người coi đi đỡ giúp Vũ nha mọi người thông cảm cho vũ nha rồi và đầu tiên là cái driver nè cái một cuộn nhện rồi và cái từ nó cũng rất là đơn giản các bạn nó chỉ có đơn giản thế này thôi Đó, cũng khá là to các bạn từ cũng khá là to bắt 30 tương đối to thôi chứ không quá to nha tương đối to thôi và phần khung này thì nhìn nó cũng bình thường không có gì đặc biệt nó à, khung nhôm bình thường thôi không có đặc biệt lắm nhưng mà màn lo thì nhìn nó rất là chỉnh chu màn gân với lại cái chất lượng gân đây cái keo sơn cái phần quét cái này nè rất là chất lượng nha mọi người đây đó rồi ok bạn thấy chưa rồi đây đây là có bạn có thể zoom cận cảnh, cảnh cái con lọc phân tầng cho mọi người cùng xem nha caramel đó. Đây bạn thiết kế nó cực kỳ đơn giản thôi, nó vát gốc trong đây ở đây nó vuông góc bình thường thôi. Nó hai con hai con tán lớn này các bạn. Đây. Đây là cái hai cái con tán mà bạn để dùng để treo để 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 treo treo trần nè, để, để để chúng ta treo cao nè. Các bạn thấy con tán vào có thêm một cái cái la bát, bát la, la thế này thì cái bức và con ốc nó rất là to. Như này thì bạn có thể an tâm, bạn có thể an toàn mà bạn treo nha. Với cái thế đòn bẩy thế này nó rất là cứng rồi. Trừ khi cái tấm gỗ này nó bể thôi cái này ra là không có thể nào mà cho nó bung ra được hết cả đó cho mọi người thấy rồi mọi người phân tầng chưa để mình dựng lên tí cho mọi người xem cho nó kỳ kỹ, kỹ vũ thì thích mở đồ tại vì mình mở ra mình coi được mỗi hãng nó có cái bố cục cái cái setup mỗi hãng có một cái cách góc nhìn của họ để để khi mà mình 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 mình, mình, mình hay dạy cho anh em của mình á các bạn làm sao đó, mà khi mà chúng ta không cần nghe mà chúng ta chỉ cần nhìn cái lo đó thôi để chúng ta biết được là cái lo đó đương nhiên là nó sẽ không đúng chính xác 100% trăm đâu mọi người ờ, nhưng mà chúng ta phải học luyện được cái kỹ năng là khi mà chúng ta nhìn cái lo đó thôi là chúng ta phải biết được là sở trường sở đoạn của nó và nó, nó nhìn nó hoặc là biết nó làm cho việc gì phù hợp với ai và nó thiên về cái gì đó chúng ta phải luyện được cái, cái đó để tất cả các bạn nhân viên kỹ thuật vũ mấy anh em là đều nắm được cái phần này hết các bạn có một số nguyên lý do là mình mở loa nhiều và mình mình học nhiều nói chung là chịu học tí xíu á vụ vũ cũng tham khảo thôi năm nay là vũ học người ta thôi đó nhưng mà đương nhiên là học ở kênh kênh khác ở kênh nước ngoài nhiều để, để tham khảo mà mình đang ham học mà đó. để mình biết cái kết cấu bên trong ừ đóng giày nó sẽ như thế nào đóng giày nó sẽ sao có bông âm thì nó sẽ như thế nào mà không có bông âm nó sẽ như thế nào đó driver giày cái gân cao su gân vải thì nó đánh thiên về cái gì và gân cao su thì nó thiên về cái gì đó, thì cái video mà gần vải và cao su hình như là vũ đã nhớ là đã từng chia sẻ đến cho mọi người cùng nghe rồi thì vũ nghĩ chắc uh, vũ và các bạn có thể lọc lại cái 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 video trong kênh đó về cái việc mà cái bát up khi mà gần vải và cao sư khác nhau của nó và cả hai sở trường của nó khác nhau chứ không có con nào mà làm tốt được hai điều cả một cửa chúng ta chỉ chọn ưu tiên một cửa thôi 73 và 37 bảy hết thôi rồi à. ok như vậy là cái video ngày hôm nay là vũ đã giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới thật ra mới ở đây là đó là vũ thấy nó đưa về và đó đối với vũ là một sản phẩm mới và vũ đưa về nó là một cái giải pháp của vũ để đưa đến cho khách hàng tối ưu cho những hệ thống của khách hàng và luôn luôn là các bạn thấy sản phẩm bên thiên vũ là luôn luôn là mới chứ không có mỗi năm các bạn thấy không mỗi năm là thiên vũ toàn là đồ mới và mỗi một mỗi mỗi món đồ là đều có có mục đích riêng và phù hợp theo cái 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 nhu cầu khách hàng bên vũ bán là những cái gì mà khách hàng đang cần và tìm những sản phẩm ngon về đưa cho tay khách hàng, khách hàng không cần phải chọn đến với Thiên Vũ thì chỉ có nhiêu đó thôi, không phải là show, showroom, không phải là một cái siêu thị đó đến với Vũ thì chỉ có những sản phẩm mà được chọn lọc nếu các bạn phù hợp, các bạn cùng gu với Vũ, các bạn cùng cái nhìn nhận, cùng quan điểm với Vũ khi các bạn chọn Vũ vậy thôi và còn việc dịch vụ thì các bạn yên tâm về vấn đề đó rồi thì về dịch vụ thì Vũ đảm bảo về trong ngành luôn thì Vũ, vũ nghĩ chắc Vũ là tối ưu nhất rồi đó. Đó, về cách anh em làm cũng như những khách lâu năm của mình cái uy tín của mình mà các bạn rồi ok cái video thì vũ xin phép được uh, kết thúc video tại đây thì vũ đã giới thiệu thêm cho mọi người uh, anh em trong nghề cũng như là khách hàng chúng ta biết thêm về thứ nhất là trong video chia sẻ về cái việc đặt sấp trên dưới không quan trọng quan trọng chúng ta làm đúng cái đã làm đúng quy trình và chúng ta làm hay cái đã đó còn thêm rồi đối với khách hàng sẽ thêm một cái sản phẩm nó giúp căn nhà mọi người đẹp hơn nó giúp cho một cái sự cái hiệu năng của của cái súp đánh tốt hơn vừa lớn vừa khỏe mà không gây chiếm chỗ quá nhiều về cái diện tích và gây ảnh hưởng đến căn nhà của mình vũ thì quan điểm là một căn nhà chúng ta xây 5 7 tỷ thì chúng ta không thể để cho một cái sản phẩm mà mười mấy 20 triệu gây mất thẩm mỹ phá vỡ cái không gian của mình thì vũ bán hàng vũ cũng sẽ luôn luôn nhìn vào những tiêu chí đó à, ok ok à, nếu các bạn thấy video vũ chia sẻ thật và hay á, thì đừng quên đăng ký like kênh để vũ có nhiều động lực và anh em team mình có nhiều video chia sẻ và săn tìm sản phẩm mới giới thiệu cho mọi người à, đừng quên bấm like và subscribe nha xin chào hẹn gặp lại các bạn nhiều video lần sau vũ đang có rất nhiều sản phẩm mới à, mỗi sản phẩm có sự đặc biệt giới thiệu cho mọi người bye bye